Rồi, xin chào nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em. Đó, hôm nay em có đây em nhìn đang nhìn là 5 cái cặp đồng đựng cơm. Đó, tất cả những cái hàng này là hàng chưa sử dụng nhá. Bây giờ bác nào kiếm được những cái hàng chưa sử dụng này thì hơi khó đấy, em nói thật với bác luôn. Đó. Em phải nói phép nhưng mà hơi bị khó đấy nhá. Còn hàng sử dụng rồi các bác mua thì nó là đơn giản rồi. Còn hàng mà chưa sử dụng cơ. Đó, nó có nhiều nguồn gốc lắm, nó. Đó. Mỹ, Nga, Trung Quốc đó, có rất nhiều loại nhưng cái loại này là hàng chưa sử dụng đấy. Em nghĩ bảo bây giờ có ai sản xuất không? Đó. Đấy. Bây giờ nó đây là hàng nó bọc bằng những cái giấy này, giấy từ ngày xưa này. Đấy. Bây giờ em là bác chả ai rảnh rỗi mà đi sản xuất mấy cái này đâu. Đấy. Nên các bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em. Đó, em bán cả 5 cái này luôn, không bán lẻ các bác nhá. Cũng không ship COD các bác luôn, những khách quen em sẽ ship, còn khách nào em sẽ không ship COD, các bác đặt cọc thì em sẽ ship. Đó. Thì cái này em bán bao nhiêu? 1 2 3 4 5. 5 cái nhá. Giá là 100 70.000 một cái. Các bác nhá, 170.000 một cái. Này. Ngày trước nó là 200.000 các bác. Đó, giờ 170.000 rồi. Bây giờ muốn mua cũng hơi khó đấy, chứ không phải là dễ. Đấy. Nói chung là bác là mua về nói chung là tặng cho bạn bè hoặc là người thân đó, một là sử dụng để trưng bày, hai là các bác có thể dùng để mang đi để mua đồ ăn sáng cho các cháu cũng được, không sao cả. Đây. Tất cả hàng là hàng chưa sử dụng hết nhá. Này các bác nhìn cái khay nó là biết rồi đó, thì nó bọc trong giấy là bác biết rồi, không cần nói nhiều. Tất cả nó có đây rồi, 5 cái nó lại một lần cuối nó 5 cái đó, giá của nó là 170.000 đó, bao gồm 5 cái luôn nhá. Đó là các bác 170.000, các bác nhân với cả 5 lên là ra bao nhiêu tiền đó, 600 mấy chục ngàn gì đó, 700 ngàn gì đó. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo đó. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhá. Đó, nó chỉ còn 5 cái này thôi, không còn nữa đâu. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác.